Thưa quý vị, nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động mô hình dân vận khéo, lực lượng phòng chống tội phạm chăm lo cho con can phạm nhân trên địa bàn tỉnh An Giang, đoàn công tác Công an tỉnh An Giang do Đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, vừa đến thăm hỏi, động viên các phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Định Thành, Bộ Công an. Đoàn công tác có buổi trao đổi nhanh với các quản giáo trại giam Định Thành để nắm bắt thông tin về quá trình cải tạo của các phạm nhân cũng như thông tin hoàn cảnh gia đình, người thân của phạm nhân đang được lực lượng công an quan tâm chăm lo, từ đó tạo động lực để họ yên tâm cải tạo tốt. Qua buổi mà phối hợp trao đổi giữa lực lượng công an tỉnh và cán bộ trại giam Định Thành thì tôi cũng biết được hoàn cảnh khó khăn của những chị phạm nhân đang chấp hành án ở đây để tác động tới phạm nhân, giáo dục cải tạo họ, ổn định tâm lý cũng như là tinh thần để chấp hành án tốt hơn, sớm trở về với gia đình. Thì chúng tôi đặt ra là mấy cái mục tiêu. Cái mục tiêu thứ nhất là mục tiêu là chăm lo cho con của các can phạm nhân mà có điều kiện khó khăn để các cháu được tiếp tục học tập đến trường và được hưởng một cái điều kiện giáo dục tốt. Đấy, cái mục tiêu thứ hai là để cho các phạm nhân trong cái quá trình mà chấp hành ở trong các trại thì cũng yên tâm trong cái việc mà cải tạo để sớm hoàn thành cái thời gian chấp hành và trở về với gia đình, trở thành những cái người mà lương thiện. Với những mục tiêu rất cụ thể nên trong chuyến đến thăm và động viên các phạm nhân lần này, không chỉ có ban giám đốc công an tỉnh, lãnh đạo công an một số đơn vị địa phương mà còn có gia đình, người thân và các cháu nhỏ là con của những phạm nhân đang chấp hành án tại đây. Đây là giây phút sum vầy ngắn ngủi của gia đình nhỏ, phạm nhân Nguyễn Giang Tấn Anh không giấu được cảm xúc khi nghe vợ con chia sẻ cuộc sống hiện tại kể từ khi anh đi chấp hành án. Nghe nói vợ nói là tỉnh với huyện đồ với công an xuống hỗ trợ cho tập học rồi viết rồi tiền rồi có xe đạp gì nữa đó. Rồi vô mừng lắm, vợ lần nào vô cũng khoe, nói con ráng học đi rồi cha ráng chạy tàu đây tốt rồi cha sẽ về rồi lo tiếp mẹ nuôi hai con học hành. Hôm nay lên được gặp con rồi đúng không? Dạ. Thôi bây giờ cái việc mà vi phạm pháp luật thì nó đã xảy ra rồi. Và cái giá mình phải trả thì mình cũng đang phải trả rồi nhá. Thế ở ngoài đó thì cũng biết là gia đình là rất khó khăn. Cho nên là về mặt chính quyền địa phương, chú chị Khánh Vân này với hội phụ nữ với các đoàn thể là cũng quan tâm chăm lo bà con hàng xóm là cũng giúp đỡ. Và đặc biệt là công an tỉnh có một cái chương trình để giúp đỡ cho cháu cho đến khi nào mà em ra tù. Mẹ em giờ cũng quá già rồi, không thể nào mà chờ đợi em thêm được nữa đâu. Sự trả hiếu của em chưa có lo tròn. Cho nên bây giờ em chỉ mong em về, dù em có khổ đi nữa, nhưng mà em có thể trả hiếu cho mẹ em. Như sau này mẹ em có không hoạt động được hay là đầu óc minh mẫn này nọ thì cũng có em bên cạnh để em chăm lo thêm đứa con của em nữa. Những giọt nước mắt cùng sự quyết tâm của Hòa là tín hiệu đáng mừng cho hành trình phấn đấu của cô phía trước. Hy vọng với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mô hình lực lượng phòng chống tội phạm chăm lo cho con can phạm nhân trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục lan tỏa, quy động nhiều nguồn lực xã hội để đồng hành, sẻ chia phần nào khó khăn, nâng bước các cháu đến trường là động lực lớn lao để cha mẹ các em quyết tâm tìm về nẻo thiện. Hôm qua, Hội Khuyến học huyện An Phú tổ chức trao học bổng xổ số kiến thiết An Giang và Bà Rịa Vũng Tàu đợt 1 năm học 2024-2025 cho 211 học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh khiếm khuyết tay chân vừa khó học giỏi trên địa bàn huyện. Theo đó, 56 suất học bổng khuyến học được trao cho 58 học sinh cấp trung học phổ thông, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng. 132 suất trao cho học sinh cấp trung học cơ sở, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng. 21 suất trao cho học sinh khiếm khuyết tay chân, có thành tích học tập tốt, mỗi suất trị giá từ 1,5 đến 5 triệu đồng. Tổng kinh phí được trao học bổng trên 300 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ gần 70 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu trên 230 triệu đồng.
Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực được Hội Khuyến học các cấp phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết An Giang tổ chức, nhằm động viên, khích lệ, tạo động lực giúp cho các em học sinh nghèo, học sinh khiếm khuyết vững tin bước tiếp đến trường, không ngừng phấn đấu vượt khó, vươn lên trong học tập và rèn luyện. Trung đoàn 892 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa phối hợp xã Phước Hưng, huyện An Phú và xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu tổ chức bàn giao hai căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Căn thứ nhất được trao cho gia đình bà Hồ Thị Ngọc Hà, ngụ ấp Phước Mỹ, xã Phước Hưng, huyện An Phú, có diện tích hơn 30 m², khung tiền chế, mái và vách lợp tôn, nền chắn gỗ. Tổng kinh phí xây dựng là 60 triệu đồng. Do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn vận động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, phần còn lại do địa phương hỗ trợ và gia đình đóng góp. Căn thứ hai được trao cho gia đình bà Phạm Thị Hạnh, ngụ ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, diện tích gần 70 m², khung tiền chế, mái và vách lợp tôn, nền lát gạch men. Tổng kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng. Do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn vận động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, phần còn lại do các nhà hảo tâm hỗ trợ và gia đình đóng góp. Năm 2024, Trung đoàn 892 được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao chỉ tiêu hỗ trợ xây cất 5 căn nhà đại đoàn kết, 16 mái ấm hậu phương, từ đêm văn nghệ ấm tình hậu phương, 1 căn nhà đồng đội. Qua đó, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và hậu phương quân đội trên địa bàn đóng quân.